Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Cà phê Cây Đào buổi sáng, và ở đây chúng tôi có Gacy Michael Ross. Xin chào, với tư cách là người chủ của chương trình này và Ellison, đối tác của tôi theo nhiều cách khác nhau. Tôi là Stanley và hôm nay tôi cảm thấy hơi lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên tôi làm người dẫn chương trình trong cuộc đời 30 năm qua của tôi. Vâng, và hôm nay là thứ Năm, ngày 5 tháng 3, chúng ta hãy tiếp tục chương trình chia sẻ tuyệt vời này. Và chúng tôi có một câu hỏi rất hay. Vì tất cả chúng tôi, đặc biệt là thầy Gacy Michael Ross, thầy có một nền tảng rất sâu sắc về kinh doanh và về trí tuệ cổ xưa. Và câu hỏi này là về kinh doanh. Vì vậy, chúng ta hãy nghe câu hỏi này trước và sau đó chúng ta sẽ xem thế nào nhé. Câu hỏi này đến từ đâu? Đến từ Mexico. Cô ấy tên là Fernanda. Ồ, cô ta là một trong những người trong SCM của chúng ta. Cô ấy là giáo viên Diamond X. Giáo viên Diamond X, cô ấy sẽ cho chúng ta một câu hỏi tuyệt vời. Hãy xem nhé. Khi bạn rời bỏ công việc để bắt đầu kinh doanh, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng việc kinh doanh đó sẽ thành công và bạn có thể có một nguồn tài chính tốt để tiếp tục lối sống như cũ của mình, hoặc thậm chí là làm cho nó tốt hơn? Ok, hãy để tôi nhắc lại câu hỏi một chút nhé. Câu hỏi của cô ấy hỏi là khi bạn nghỉ việc để bắt đầu một doanh nghiệp mới, điều số 1 là làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ thành công như là không mất tiền chẳng hạn. Điều số 2 là bằng cách nào mà bạn vẫn có thể giữ một lối sống tốt, giống như bạn không quá bận rộn, không bị căng thẳng, bạn biết đấy. Và có thể bạn cũng muốn làm cho nó tốt hơn nữa. Và ngoài ra bạn có thể sử dụng cơ hội này để khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy tôi muốn bắt đầu với thầy Gacy Michael vì thầy là ông chủ ở đây của quán cà phê này. Bởi vì tôi biết rằng thầy vẫn còn đang học kinh doanh và nó là một loại sở thích của thầy nữa. Và ngoài ra thầy vẫn tiếp tục bắt đầu những kinh doanh mới nữa. Và đây là một công việc mới mà chúng tôi đang làm. Vậy thầy có muốn nói gì về câu hỏi này không? Về câu hỏi. Bạn biết điều gì đã xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghe câu hỏi đó lần đầu tiên? Và chúng tôi đã nói về nó. Đó là một vấn đề trong đầu tôi khi tôi đang kinh doanh kim cương. Có rất nhiều người đã đề nghị tôi đến nói cho họ biết về hệ thống hạt giống. Và lúc đó tôi rất bận rộn với công việc ở công ty kinh doanh kim cương. Tôi có một công việc toàn thời gian, hơn cả một công việc toàn thời gian. Và tôi không biết nữa, bạn biết đấy, tôi nên làm gì? Và rồi tôi suy nghĩ, à vâng, có lẽ tôi có thể bắt đầu một doanh nghiệp mới. Và có lẽ tôi bắt đầu, và rồi chúng tôi đã đặt tên là Học viện Năng Đoạn Kim Cương. Rồi chúng tôi đi vòng quanh thế giới, và sau đó tôi gặp một người bạn. Và tôi nói, nếu tôi nghỉ việc trong một ngày, bạn biết đấy, tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm và số tiền đó sẽ dần biến mất. Và rồi thì tôi sẽ không có tiền, trong khi tôi đang có công việc lương cao trong ngành kinh doanh kim cương này. Và tôi hiểu rằng sẽ mất nhiều thời gian để cho một công ty mới có thể kiếm được tiền. Và tôi có ý tưởng này. Tôi thực sự rất thành thật với ông chủ công ty. Tôi nhớ tôi đã đến nhà của họ, một ngôi nhà rất sang chảnh. À, nó ở New York. Yeah. Và tôi nói, yeah, tôi nói với họ rằng tôi muốn chuyển sang một sự nghiệp mới ở DCI. Nhưng nếu tôi nhờ anh giúp tôi, và nếu anh giúp tôi có thể làm việc 4 ngày trong một tuần được không? Và sau 3 tháng tôi có thể làm việc 3 ngày trong một tuần được không? Và sau đó tôi có thể làm việc 2 ngày một tuần không? Và chúng tôi đã làm theo cách đó và tôi đã mất khoảng 6 tháng để nghỉ luôn. Và trong thời gian đó tôi cũng đã gom góp một số tiền, và khi tôi thật sự nghỉ việc, tôi nói cho họ là tôi sẽ cố vấn giúp họ, và tôi vẫn tiếp tục quay lại, và cứ vài tuần tôi thường quay lại để giúp họ. Vì vậy, gợi ý đầu tiên của tôi cho Fernanda chỉ là một câu trả lời thông thường thôi, bạn biết đấy. Đừng có hiểu rằng thành lập một doanh nghiệp mới và bỏ công việc của bạn và rồi bạn nghĩ rằng bạn sẽ có tiền từ doanh nghiệp mới này ngay lập tức. Không phải vậy đâu. Bạn biết đấy, bạn hãy thông minh trong quá trình chuyển đổi. Đó là gợi ý đầu tiên của tôi. Bạn nghĩ sao, sao Bing? Bạn nghĩ sao về nguyên nhân thực sự để kiếm tiền trong công việc kinh doanh mới của bạn là gì? Giống như là điều nào là quan trọng nhất cần phải nhớ trong khi bạn có một doanh nghiệp mới? À, cảm ơn thầy Gacy. Thật ra tôi và Stanley đã bắt đầu một doanh nghiệp mới. Tôi nghĩ một công ty mới thành lập vào năm 2017. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi cũng có một số kinh nghiệm. Có lẽ chúng tôi có thể chia sẻ và cống hiến thêm. Tôi nghĩ từ cấp độ hạt giống, nguyên nhân thật sự khiến cho một doanh nghiệp mới hoạt động là chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đã thu thập và gieo những hạt giống để cho công ty mới thành công trước khi chúng tôi bắt đầu một doanh nghiệp mới. Trước đây, rất lâu, trước khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh, đây là những gì Stanley và tôi, chúng tôi đã và đang làm mặc dù chúng tôi bắt đầu công ty. Một công ty của chúng tôi được mở vào năm 2017. Nhưng thực sự, chúng tôi đã bàn bạc và đùa với nhau về việc kinh doanh mà chúng tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước.
Bởi vì chúng tôi đã bắt đầu gieo những hạt giống để thành công về mặt tài chính, để chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tốt, có tài năng và có các nhà đầu tư hoặc là những khách hàng tốt. Chúng tôi đã trồng những hạt giống như vậy cách đấy rất lâu. Tôi nghĩ gần 5 năm. Ồ, các bạn đã bắt đầu thiết lập nó từ lâu. Cái này nghĩa là gì vậy? Tôi có một ý tưởng rất là dễ thương là chúng tôi là người Trung Quốc. Bạn có thể thêm một chữ B được không? Chúng tôi là người Trung Quốc và chúng tôi muốn cho bạn xem một chút về văn hóa. Và nó là một công việc khá quan trọng cho bạn đấy, Fernanda, nè, và cho tất cả những ai mà muốn bắt đầu kinh doanh. Để tôi đưa nó trước camera. Vâng. Bạn có thể phát âm nó như là Trang Xe. Trang Xe, đúng không? Cô giáo tiếng Trung của tôi xác nhận giùm nào. Vậy thì nó liên quan gì đến câu hỏi này? Nó khá là vui, bởi vì nếu bạn tra từ Trang, Trang Xe nghĩa là khởi nghiệp. Ồ, khởi nghiệp một doanh nghiệp à. Nhưng mà trang có nghĩa là kiến tạo khởi nghiệp, kiến tạo khởi nghiệp và xe như là một kế hoạch chỉ mới bắt đầu để phát triển. Từ xe có nhiều nghĩa khác nhau như là công việc kinh doanh của bạn, có thể là si xe, doanh nghiệp của bạn. Nhưng mà hạt giống nghiệp của bạn cũng dùng cùng từ này, semi, vâng, cùng từ đó. Vì vậy, cùng với những gì Ellison vừa nói, cộng với những lời khuyên từ thầy là để giúp cho phương pháp thông thường này có thể vận hành, là bởi vì nếu nhiều người chỉ sử dụng cách của thầy thì tôi tin rằng nó vẫn sẽ thất bại. Đúng 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 đúng, bạn phải có thời gian để chuyển đổi. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Bạn sợ hãi và rồi bạn sẽ nói tôi có thể làm lại công việc toàn thời gian lại được không, và rồi bạn sẽ không bao giờ bắt đầu mở lại doanh nghiệp mới lần nữa. Tôi nghĩ vậy, đó là một kiểu thất bại. Số 2 là bạn sẽ thử và bạn có thể có một năm để chuẩn bị và rồi bạn vẫn thất bại. Vâng, bởi vì trang xe, vâng, rất nhiều khởi nghiệp thất bại. Chúng ta thường hay có câu nói này, bạn có thể là một triệu phú hôm nay ở sen xe, và ngày mai bạn cũng có thể sẽ bị phá sản. Vì vậy, có nhiều tỷ phú phá sản ở sen xe hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới, đó là khởi nghiệp, đó là trang xe, thành phố khởi nghiệp, thành phố mà chúng tôi ở. Vì vậy, nhân tiện có bao nhiêu người ở đó vậy? Nó không xa Hồng Kông phải không? Nó không, nó đi khoảng 20 phút, khoảng 20 phút. Khoảng 20 phút, nó là thành phố nhỏ Trung Quốc hả? Nó khá là lớn theo cách nào đó. Cho nên, vì sao chúng tôi muốn nói hai từ này? Bởi vì chúng tôi tin theo hệ thống năng đoạn kim cương, nguồn vốn thực sự cho khởi nghiệp của bạn. Nó không phải như là kinh nghiệm của bạn, kỹ năng của bạn, mối quan hệ của bạn, mạng lưới xã hội của bạn. Ồ, ngay cả tiền cũng vậy hả? Ngay cả tiền cũng không, không. Nguyên nhân sâu xa. Điều mà thầy nói trong, điều đó là thú vị. DCI, DCI, tiền khởi nghiệp không là tiền hả? Nó không phải là tiền mà nó là hạt giống trong tâm trí bạn, những hạt giống tốt bạn đã gieo trồng bằng việc giúp đỡ người khác, bằng việc khởi đầu công việc kinh doanh cho người khác. Vâng, vì vậy tôi có câu hỏi cho cả thầy và em. Cô ấy hỏi làm thế nào để tôi có thể giữ lối sống của tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi biết rất nhiều người như vậy bởi vì chúng tôi dạy ở Trung Quốc, chương trình huấn luyện điều hành quốc tế của chúng tôi ở đó. Họ là những doanh nhân, những người thành công. Nhưng mà tôi nhớ, thầy có nói khi thầy mới gặp họ, hầu như họ đều trông có vẻ mệt mỏi. Đúng, đúng, đúng. Kiệt sức, có lẽ mất đi niềm đam mê cuộc sống, họ có tiền, họ có công ty lớn. Vậy nên nếu bạn trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, thì có khả năng lớn bạn sẽ làm bào mòn bản thân bạn, và rồi bạn sẽ mất năng lượng, mất đi sức khỏe của bạn. Vậy nên làm thế nào chúng ta có thể giữ một lối sống tốt hay ngay cả làm cho nó tốt hơn khi mà bạn trở nên bận rộn hơn, căng thẳng hơn? Ý tôi là một câu trả lời dễ dàng. Tôi muốn nghe câu trả lời của các bạn. Còn câu trả lời dễ hơn của tôi là kể từ khi bạn bắt đầu công ty riêng của mình, bạn có thể thiết lập một nguyên tắc mới. Bạn biết đấy, tôi sẽ làm việc đến 5 giờ, nhưng mà rồi bạn cũng sẽ phá luật đó chỉ trong 2 ngày thôi. Vậy nên bạn biết đấy, đó sẽ là câu trả lời thông thường là bây giờ bạn có quyền về nhà khi bạn muốn về nhà. Đúng vậy, đó là điều tốt đấy, nhưng mà điều đó không thực sự hiệu quả bởi vì bạn có quyền, bạn có thể sẽ về nhà trễ hơn đấy, và cả về làm việc tại nhà nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng mà tôi muốn thử thách sao biên, tôi sẽ đưa câu hỏi của Stanley qua cho bạn. Ok, nhưng mà vậy liệu có một cách nào để khởi đầu doanh nghiệp mới của bạn không? Vì vậy, Fernanda này, nếu bạn từ bỏ việc công việc cũ của mình và bạn muốn khởi nghiệp một công việc kinh doanh mới, vậy có cách nào không để mà có thể thay đổi thói quen của bạn trong việc giúp bạn
sẽ có thể làm việc nhiều tiếng đồng hồ hơn và làm việc siêng năng hơn, nhưng bạn vẫn cảm thấy khỏe khoắn hơn và hạnh phúc? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi lớn. Nhân đây tôi muốn nói là cô ấy luôn muốn làm sếp. Mọi người ai cũng thích làm sếp, mọi người đều muốn làm sếp cả. Ai cũng thích vậy, tất cả mọi người. À, thú vị thật. Thật ra thì tôi nghĩ chúng ta đã nói về điều này. Chúng tôi cảm thấy rằng thực ra bây giờ chúng tôi đã có hơn một công ty, cho nên tôi cũng có rất nhiều dự án và giảng dạy và đi tour nữa. Đi tour và cũng như có nhiều và nhiều trách nhiệm hơn và nhiều dự án hơn. Nhưng mà nó thú vị rằng chúng tôi nhận thấy rằng, tôi cũng nhận thấy rằng tôi có nhiều năng lượng hơn. Wow, nghe có vẻ mâu thuẫn vậy. Vâng, nghe có vẻ mâu thuẫn. Vâng, và bí quyết là gì? Bí quyết là gì? Anh cũng muốn biết. Anh cũng có trải nghiệm nó rồi mà. Nhưng mà có lẽ tôi sẽ chia sẻ một số mẹo thực tế. Tôi nghĩ một là về động lực khi chúng ta bắt đầu một công ty mới. Ví dụ, ở công ty có một số dự án mà chúng ta có những doanh nhân, chúng ta có thể giúp cho họ có thêm nhiều năng lượng hơn và vận hành doanh nghiệp của họ theo một cách mới, theo cách của hệ thống gieo hạt. Cho nên tôi nghĩ rằng có lẽ động lực mà chúng ta có khi làm công việc kinh doanh mới là để giúp người khác, để giúp cuộc sống của họ, để giúp doanh nghiệp của họ theo cách mới bằng việc sử dụng hệ thống hạt giống. Tôi nghĩ rằng bằng động lực, cách chúng ta vận hành doanh nghiệp, bản thân nó thôi cũng đã gieo trồng những hạt giống rất mạnh mẽ cho chúng ta có một sự trao đổi. Tôi có một câu chuyện cho điều đó. Tôi sực nhớ, ok, 2 năm trước chúng ta đã ở Đài Loan cho chương trình DCI và đó là một buổi nói chuyện công chúng lớn. Tôi nghĩ là 3.000 người vào lúc đó. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Đó là DCI cấp độ 9, theo như tôi nhớ. Nhưng mà trước cái đêm đó, cả hai chúng ta đều phiên dịch cho thầy. Trong buổi nói chuyện đó, tôi là người phiên dịch. Tôi đã thực sự rất căng thẳng vì buổi đó có quy mô rất lớn. Đó là chương trình lớn nhất của tôi tính đến lúc đó. Do đó, tôi đã rất căng thẳng và không thể ngủ ngon vào buổi tối được. Và giây phút mà tôi bước lên sân khấu, tôi đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Và ngày sau đó, tôi đã cảm thấy rất căng thẳng. Và sau đó, tôi đã hỏi Gesila. Tôi không biết thầy còn nhớ lúc đó không nữa. Và tôi đã nói, Gesila, tôi thực sự rất sợ bởi vì tôi không còn đủ sức lực mà tôi cần. Bởi vì tôi hiểu rằng để giảng dạy cho một lượng khán giả như thế, chúng ta cần rất nhiều năng lượng để truyền đến cho khán giả. Và lúc đó, thầy đã nói với tôi một câu thôi, rất đơn giản. Con hãy nhớ lý do tại sao chúng ta làm điều này. Và rồi tôi cố gắng điều chỉnh động cơ của mình. Ok, đó không phải là vì cho chính tôi, không phải vì danh tiếng hay những thứ gì khác, mà là vì giúp đỡ mọi người. Và rồi chúng tôi có một cơ hội lớn để giúp rất nhiều người. Và khi chúng ta cũng bắt đầu kinh doanh, chúng ta có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Và rồi sau đó tôi nhớ đã có một sự chuyển đổi rất lớn về động lực trong tôi. Giây phút tôi bước lên sân khấu, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Và rồi chúng tôi đã có một phần trình bày rất tốt. Chúng ta đã làm rất tốt, tôi nhớ mà. Tôi có một câu hỏi khác cho hai bạn. Chúng ta giảng về 4 bước mỗi ngày cho rất nhiều người. Và quy trình 4 bước có thể áp dụng cho cả việc nhỏ lẫn việc lớn. Về việc lớn, bạn biết đó, ví dụ như là vận hành công ty của bạn, giúp đỡ hàng ngàn người khác. Còn việc nhỏ nó giống như cái eo của bạn, niềm hạnh phúc của bạn ở nhà. Hoặc chuyện nhỏ như là giao thông ở Thượng Hải, những thứ như vậy. Và xu hướng của tôi là chỉ nhớ 4 bước cho những việc lớn. Và bạn biết đó, ngày qua ngày, giờ qua giờ, tôi không hề nghĩ tới việc liệu rằng tôi có cần những việc nhỏ không. Ví dụ như tôi gặp một chút vấn đề với đối tác của tôi, hoặc tôi không cảm thấy khỏe về thể chất. Tôi quên nó liền. Tôi bắt đầu suy nghĩ mà chẳng nghĩ về hạt giống đâu nhé. Tôi chỉ nghĩ là mình có lẽ đã ăn quá nhiều thứ này hay thứ kia, hoặc là có thể tôi nên đề nghị như vậy với người bạn của tôi. Làm cách nào mà các bạn giữ cho tâm trí của mình nghĩ về hạt giống? Vì tôi thấy nó có liên quan đến câu hỏi của Fernanda. Bạn càng dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày trong hoạt động kinh doanh mới của bạn để nghĩ về hạt giống bao nhiêu thì mọi thứ ngày càng sẽ thay đổi cho bạn. À, chúng ta còn khoảng 3 phút. Ok, Alison, nói đi em. Làm thế nào bạn giữ cho bản thân mình nhớ về hạt giống từ giờ này qua giờ khác? Tôi nghĩ rằng có một gợi ý, đó là giữ quyển sổ 6 thời. Tôi không biết bạn đã học về nó chưa, hoặc bạn có thể gia nhập các khóa DCI với chúng tôi, hoặc là bạn có thể đọc cuốn sách Kinh doanh năng đoạn kim cương của Gacy Michael Ross.
Và ngoài ra, nó cũng có cấu trúc cho bạn làm sao để viết sổ 6 thời. Đó là một cách để theo dõi những suy nghĩ của chúng ta, cách mà chúng ta suy nghĩ như thế nào với 6 lần trong ngày. Cứ mỗi 2 hay 3 tiếng đồng hồ, các bạn viết xuống và kiểm tra tâm trí của mình. Bạn viết xuống những điều cụ thể, ví dụ như là kiểm tra xem bạn có nghĩ về hạt giống trong vòng 2 tiếng hay 1 tiếng vừa qua hay không. Chúng ta có thể nói chi tiết về điều đó sau nếu có cơ hội, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một cách rất tốt để giúp chúng ta và để nhắc chúng ta nghĩ về hạt giống, bởi vì thực sự rằng chúng ta càng dành nhiều thời gian để nghĩ về hệ thống các hạt giống bao nhiêu, thì công ty chúng ta sẽ trở nên ngày càng thành công hơn bấy nhiêu. Tôi có một ý này, còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì? Gợi ý của bạn là gì? Tôi biết rằng tất cả những người khởi nghiệp kinh doanh đều vô cùng bận rộn, do đó họ thường đánh mất nhịp điệu cuộc sống. Đối với chúng tôi, cách mà chúng tôi làm, thầy ơi, quay trở về trung tâm nói như thế nào vậy? Tập trung vào chính mình. Tập trung vào chính mình, đó là chúng ta sẽ quay về với những tác phẩm kinh điển cổ xưa mà chúng ta đã học. Tôi nghĩ là tâm trí của chúng ta, nó giống như một khúc gỗ khô và lâu đời vậy, nó khó, làm thế nào để mài dũa nó, giống cục đá vậy. Ngay cả khi nó là cục đá, phải làm thế nào để thay đổi nó, tôi nghĩ rằng phải mất 1/3 thời gian của năm, ít nhất là vậy, ít nhất đúng vậy, để cống hiến bản thân chúng ta ngày càng sâu hơn vào nghiên cứu này để thay đổi thói quen của tinh thần. Từ đó chúng ta có thể nhớ về hạt giống nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và trong hệ thống DCI online chúng ta đã phát triển, chúng ta gọi nó là các cấp độ DCI. Tôi thấy đây là cơ hội cho những người kinh doanh, những gia đình có thể ứng dụng những kinh điển cổ xưa. Các bạn có thể lên xem các video trên DCI online khoảng 5 hay 10 phút và sau đó quay lại cuộc sống hàng ngày. Nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn để làm điều này. Câu hỏi là gì? Câu hỏi tiếp theo là gì nào? Có lẽ chúng ta nên tóm tắt lại một vài ý chính. Đúng rồi, các bước hành động thực tiễn. Vâng, chúng ta nói về, thầy Gacy Michael nói bạn cần một khoảng thời gian chuyển tiếp từ công việc cũ sang công việc mới. Do đó, bạn cần phải có một điều gì đó để bảo vệ bạn. Hãy chuẩn bị một số tiền nhé. Vâng, vâng, hãy chuẩn bị một số tiền. Đây là một trò chơi rủi ro, một hành động chấp nhận rủi ro. Tôi có gặp một nhà kinh doanh rất nổi tiếng, người Trung Quốc. Và tôi hỏi anh ấy bí quyết của anh là gì khi anh bắt đầu những dự án mới. Và anh ấy nhìn tôi và nói rằng, Michael, tôi không bao giờ bắt đầu một dự án mới nếu tôi không có đủ tiền sẵn sàng, còn không thì tôi không làm. Điều đó rất thực tế, vâng, phải có đủ tiền sẵn sàng. Và Ellison nói về hạt giống, đúng không? Những nguyên nhân gốc sâu hơn, những nguyên nhân gốc sâu xa hơn. Trước khi bạn bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình, hãy gieo trồng rất nhiều hạt giống. Siri cũng đồng tình nè, hãy gieo trước đó. Vâng, gieo trước đó. Khi bạn thành lập quỹ đầu tư của bạn, hãy thành lập quỹ đầu tư hạt giống của bạn. Vâng, bởi vì nó quyết định mọi thứ. Nếu bạn có thể, hạt giống, đó là chìa khóa dẫn đến thành công đấy. Đó là chìa khóa cho sự thành công. Ok, hãy cùng xem câu hỏi tiếp theo cho ngày thứ 6 nào. Tôi có thêm một gợi ý nữa là để luôn nhớ về hạt giống của bạn thì bạn hãy ghi chép sổ 6 thời để kiểm tra. Đây là một bạn nữa, Diamond X Speaker, John. Vâng, John, Diamond X Speaker đến từ Colombia. Câu hỏi của tôi là, ở đất nước của chúng tôi có rất nhiều công ty, các công ty thương mại hoạt động dựa trên tiếp thị mạng lưới. Có nghĩa là bạn mang nhiều người tới công ty và để bạn thành công thì bạn phải giúp người khác thành công. Những người đó sẽ hoạt động ở tuyến dưới của bạn và 70% những người tham gia vào hệ thống công ty này đều thất bại trong năm đầu tiên. Vậy thì họ đã làm gì sai? Tại sao việc giúp đỡ người khác lại không hiệu quả trong tình huống này? Cảm ơn. Tại sao việc giúp đỡ người khác lại không hiệu quả trong tình huống này? Vâng, bạn biết câu chuyện này không? Về loại hình công ty này, câu chuyện là gì nhỉ? Vâng, loại hình công ty này dựa trên nền tảng giúp đỡ người khác. Bạn trao quyền những người bình thường để họ có thể làm công việc kinh doanh để bán sản phẩm của bạn, ví dụ như các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Đó là tiếp thị khách hàng, thông qua người nhà của bạn, cho bạn bè của bạn, vâng, thông qua nhà bạn, qua WeChat, mạng xã hội, Facebook. Và điều anh ấy hỏi là tại sao việc giúp đỡ này lại không hiệu quả? Tại sao việc giúp đỡ người khác lại không thực sự phát huy tác dụng trong trường hợp này? Thực ra, toàn bộ hệ thống của các công ty này là bạn dạy cho người khác cách kiếm tiền và sau đó họ sẽ làm việc dưới trướng của bạn theo hệ thống của hình kim tự tháp.
Vậy thì có phải hầu hết các công ty kiểu như vậy sẽ thành công hay không? Tại sao không thành công? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào ngày mai. Vâng, chúng ta sẽ có Scott and Norris và thầy Casey Michael trả lời câu hỏi này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.